nó mở ra mở vô được. Ừ. Cái này cái dấu hiệu gì đấy? Hả? Tôi labor giống như kiểu là cái nhóm đảng lao động công đoàn đó, nó làm cái biểu hiện của nó. Cái này là cái art museum. Phía dưới nữa. Cái này là cái Việt Nam, không phải là Việt Nam mà cả Việt Nam và Korean War. Nó lấy làm lạ, bỏ đi đâu vậy? Nó lại đi xả. Ôi, người ta đi chơi đi hả? Trên kia đẹp hơn hả? Dạ. Đi tới rồi hay sao? Dạ, tụi em đi câu trên đó mà. Ngày hồi chạy lên đó một chút hả? Sao không? Dạ, thì giống như vậy, giống xem vậy nè chị. Đi chị. Dạ, cái này rộng bự. Rộng 30 kg rồi đó. Cái mặt này bự hơn. Cái bên đó đó nó cái Transformer 3 đó nó có quay một đoạn nó trong nó. Transformer 3 á. Phía trong nó không biết em này nó có mở cửa không, ở phía trong á. Quay vô thì đâu biết là nó có trang trí thêm được. Thế là cái cảnh này. Mưa quý vị ơi. Trời mưa mà còn chạy tập thể dục ngoài mưa. Cảnh này đẹp chứ, nó không mờ mờ sương. Cảnh phim là cảnh chia ly buồn bã thì nó quất cái này trời mưa xuống khỏi cần làm mưa giả. Khỏi cần làm mưa giả. Có nhiều người thích xuống tắm thì tắm. Nhưng mà mùa này giờ đóng cửa nó dựng hàng rào hết. Cái này. Đó, cái này đẹp á. Đa số giờ nó rụng hết rồi, tao nói mày rồi. Khu này đẹp chứ. Nhà đi đất lắm. À, view. Nhà gì với cái view gì mà nó hồ này đó. Bao nhiêu cái view mà hồ được chắc là đắt. Nửa triệu không? Nửa triệu hơn, nhưng mấy cái nhà này là từ nửa triệu trở lên. Sương nó giống tài tử quá. Dạ. Em đứng đây chụp em đi. Chụp cái phong chưa? Rồi. Chụp ngang rồi, chụp đi đúng không? Đúng rồi. Chụp ngang cho lấy hình đó. Đó, chụp chị đoàn đúng rồi. Sương có điệu bộ dễ sợ. Đây, mình. Đâu đang vui sướng đây.
xương đông, xương đông. Hiểu bộ. Trời ơi, điều dễ sợ, cái đẹp dễ sợ chứ. Thấy không? Trời mình đứng bên nó thấy buồn quá. Trời nó đẹp quá đi. Oh my god. Vô đứng tiếng đi thôi. Mấy ông sư em ảnh á. Ảnh á. Ê. Đang đang đang. Không. Cái gì rồi? Ok. Hai. Rồi vừa chụp nhưng mà anh chị cứ tới đi. Tự nhiên ai cũng cầm máy quay phim, máy quay phim. Mấy Mỹ này nó sốc kỳ, chắc cụ lẹ cho trên núi mới xuống. Mấy anh này trai nào mới qua đó. À, rồi ai nữa này. Đúng kiểu chưa? Đúng kiểu chưa? Ai đừng báo rồi kìa. Đúng kiểu chưa? À, giống môi đồ quá, giống môi đồ quá. Đẹp hơn hồ Michigan nhiều lắm tiếng à. Hả? Đẹp hơn hồ bên Michigan. Bây giờ á. Hồ Michigan này. Hồ bên Michigan. Michigan thì trái á. Ờ, thank you. Không, ba đứa luôn. Ba đứa luôn. Bây giờ nó có nhìn được cái chiếc đỏ chàng. Chờ tao đi mày. Mày biết nhiêu không? À. 100 mấy năm rồi. Yeah. Mày trời ơi. Thì Starbucks thì nó thì quán cà phê. Nhìn cái kiểu chặt vậy là biết là khu đô thao rồi. Xe đậu được đường là hay quá rồi. Không mà muốn kiếm được chỗ đậu này trần ai luôn đó. Tao tới siêu ngôn mà. Mày tới nhiều lần rồi không? Đẹp không? Thì tao cũng đi, tôi cũng thế thôi. Biển, cái hồ thì dọc đường, dọc bờ hồ cũng giống y thấy thôi. Của downtown đường Wisconsin này. Cái thành phố này bao nhiêu dân? 600 mấy chục ngàn. 600 mấy chục ngàn. Đây bằng cái Fort Worth ở bên Texas, bên Canada. Nó 600 mấy chục ngàn. Còn giống như kiểu là thêm một ít mấy cái thành phố nhỏ nhỏ. Cái đường chính của Wisconsin. Cái đường là đường ăn nói của cái thành phố hả? Đường này là coi như là business không á. À, đường này đường business nè. Cái lâu đài này là cái Federal Court. Federal Court. Tòa án hả? Tòa của Federal. Khi mà ta vào quốc tịch thì tuyên thệ đấy. Đường business nè. Đường đường Milwaukee luôn hả? Đường cái này. Đường ngang là đường Milwaukee và đường này là đường Wisconsin. À.
tức là nó chợ búa đầu tiên nhất. Mà cái đường Main Street không phải là cái đường chính, mà là nơi đường chính thành phố mới thành lập, chứ không phải là đường đẹp nhất. Không, ở đây không có Main Street. Ờ, kìa. Ờ, tương tự. Tao là cái city nào cũng có đường Main Street. Ủa hè là coi như tàu bè đi chỗ này. Ồ, đẹp quá. Đi ở đây xong rồi đi ra bờ hồ, đi vòng vòng, nó có cái tour nó đi ra. Đây là phố chính của Milwaukee nè. Không, tại vì thường thường á, các cái tiểu bang á, thành phố lớn không phải là thủ phủ. Đa số tiểu bang thành phố lớn không phải thủ, cũng giống như bên mày đó. Thấy không? Thành phố lớn đâu phải là thủ phủ đâu. Bên mày như là San Antonio phải không? À, không phải. No, Austin. Austin, toàn ạ. Thành phố lớn còn thủ phố không à, nhỏ còn là thủ phủ. Cũng giống như bên này á, đó Milwaukee á là thành phố lớn nhưng mà Madison thì là thủ phủ. Milwaukee chắc là có 200 người dân không? 200-300 người dân không? Chắc cỡ đó. Thì thành phố đây là bằng của Austin đó. Có nửa triệu dân thôi. Austin cũng ngại coi. Ở đây cỡ này nè. Của em đẹp quá, màu cười cái táo hoài mấy thì cười thôi một đoạn đêm trời mây mù không có một tí ánh sáng nào mà nắng đẹp thì mới đi mới chơi mới vui chứ còn cái museum của thành phố ở bên đó museum à. À đường này đường quẹo Wisconsin Center triển lãm. Cái này nó bán tới bán lui, lúc thì Midwest rồi lúc thì Frontier rồi lúc. Giờ vẫn đang thảo luận. Thằng Yuki Bus nó đòi mua đi. Cái trường khác là sổng siêu tao tao đi tao dạy trong này. Cái biểu tình lớn chỉ suốt mà thằng kia. Tao làm tutor ở đây mười mấy năm á. Ở bên Việt Nam mình chả biết mấy ai thế, cứ qua đây toán cái phang đại đấy nè, MTC nè. FTC, Milwaukee Area Technical College. Còn bên này là tòa án, bên này là cảnh sát. Bên này cảnh sát. Có khi nào mà vô đó không? No. Mày nhà tù. Bên này nhà tù, bên đó nhà tù. Chưa vô bao giờ không? No. Tôi vào đây đi để cho thấy cái khu đại học, khu trường, cái trường chậm chậm ra nghe theo trường cả một cái khu của nó lớn lắm. Catholic Financial là cái thằng đây là cái thằng bảo hiểm gì? Cái thằng nó bảo hiểm thôi. Market University. Ồ đẹp quá, đẹp quá đó. Thì nó thành ra khi mà cái khu này là cái khu là đại học tư đó. Còn cái chỗ bờ hồ kia nó có một cái đại học công nữa, nhưng mà tại vì tới cái ngã tư đó mình quẹo rồi không có đi thẳng lên. Mấy cái này là mấy cái dorm cho tụi học sinh không á. Cái nhiệt đới cho người ta vào người ta coi đó. Mình cũng chẳng vào làm gì, ba cây dừa. Trời, lâu chưa cái này, lâu chưa này, lâu lắm rồi, tao qua nó đã có người kia không muốn vào coi không. Mình đi, họ đi thôi, không biết gì không. Nhưng vào trong đó kìa. Anh đi đi à. Thì giờ mày đi chiều bao giờ ha? Thì tấp xe vào trong cái bãi này rồi đi để hỏi mấy người, hỏi mấy người người ta không. Bye bye. Bye bye.